Pin sạc công nghiệp đầu bằng với mã sản phẩm NIMHAA1500MAH1.2V. Thì đây là viên pin sạc cấu tạo đầu bằng dùng để bấm ghép thành từng khối với dung lượng 1500mAh, điện thế 1.2V. Pin 2A hay còn có kích thước là khoảng 14.5mm x 50.5mm cho một viên. Thì đây là một dạng viên pin chuyên dụng đặc biệt nickel metal hydride dùng để bấm ghép tạo nên các dòng pin khối chuyên dụng cho các thiết bị như nuôi nguồn PLC, CNC, điện công nghiệp hoặc xe đồ chơi, các thiết bị đặc biệt khác và đặc biệt là cho các loại đèn exit thoát hiểm khẩn cấp. Vui lòng gọi số 0909 911 096 hoặc 0903 352 340, truy cập website ktbat.vn hoặc pinnuoinguon.vn. Chúng tôi có giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao, có tính phí giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Xin cảm ơn.